bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ sẽ lại có mưa dông trở lại. Vùng núi sẽ có những điểm mưa từ 20 đến 50mm một đợt, thậm chí là trên 70mm một đợt. Còn từ đêm mai cho đến ngày 20 tháng 9, cường độ mưa ở vùng núi lại tăng lên. Lượng mưa có thể chạm mức 100 đến 200mm một đợt. Riêng các tỉnh như là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang xuống tới Tuyên Quang có nơi trên 300mm một đợt. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Đây cũng là thời điểm cần cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất, gió giật hay dông lốc nguy hiểm. Do có mưa nên thời tiết ngày mai ở miền Bắc khá mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như là các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Miền Trung thì mưa lại xuất hiện khá ít. Ở phía Bắc chỉ có Thanh Hóa và Vinh, mưa sẽ xảy ra về chiều tối và đêm. Trong ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn. Còn với Đồng Hới và Huế, nắng cả sáng đến chiều, nhiệt độ các thành phố từ 32 đến 33 độ. Ở phía Nam, ngoại trừ Nha Trang thì các nơi khác sẽ đều có nắng cả sáng và chiều. Nhiệt độ ở đây sẽ không vượt quá 34 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo cả ngày mai sẽ đều có nắng. Nhiệt độ tại các thành phố Tây Nguyên giao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ. Lui xuống khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là toàn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Chiều tối các thành phố này sẽ đều có mưa dông, đề phòng với dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió nhẹ, độ cao sóng sẽ không vượt quá 1m50, rất thuận lợi cho các tàu thuyền hoạt động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.